Rồi để coi nhá, cái anh này lừa kia chắc chết ở trong kia rồi á. Nếu có thấy ra. Có thấy ra không? Đưa đi coi, đi coi thấy anh này lừa kia không? Dạ. Đưa đi coi. Hay là thiêu chết ở trong rồi. Trong này rồi. Coi coi, thì vô để mình nhắm thử coi. Đâu, sao nhiều xương thế? Rồi, vào đây đi. Tắt lên nè. Vâng, từ từ tắt. Rồi, video quay qua đây. Video mang kiến chất là vui nhộn thôi nhá. Anh em đừng làm theo nhá. Không có kỹ năng làm theo là nguy hiểm lắm.